người yêu, sẽ khiến cho quả tim vững vững trên thời gian, xóa đi những ngăn cản. Người yêu sẽ khiến cho thời gian héo úa những tình ta, mãi không hề chia xa. Trong bóng mưa của đời, vì anh và vì em lỡ rơi hoài. Hai chị và tôi rất vui hôm nay có cũng có dự vào trong chương trình này của ca sĩ Quang Hà. Quang Hà hát rất hay và chương trình rất tốt. Hy vọng là đêm mai chúng ta sẽ có một đêm rất là vui. Ban nhạc vừa rồi là chơi rất hay, chương trình rất là tốt. Chào quý vị khán giả của Top TV. Bây giờ thì Maya đã hoàn thành xong phần tập luyện chạy chương trình cho live show dấu ấn ngày mai của Quang Hà đã xong rồi. Trước đấy thì Maya có tới ngồi chờ và được lắng nghe chú Tuấn Ngọc và nam ca sĩ Quang Hà tập luyện ở trên đó, và cảm thấy rằng đây là một chương trình rất là hay, rất là tuyệt vời và rất là đáng để xem. Vui về những cái ca sĩ các bạn ấy còn trẻ và rất là đắm say, đầy khát vọng để mà đóng góp cho sự sáng tạo của âm nhạc. Mỗi một cái nghệ sĩ trẻ họ đều có những cái con đường riêng của mình, và là một khách mời trong cái live show của Quang Hà, tôi thấy rất vui và tôi mong rằng ngọn lửa của tôi sẽ truyền cho Quang Hà thêm cái hoài bão để sáng tạo nghệ thuật đích thực. TV. Ngày hôm nay Khởi My và Nhất là Thanh rất là vui khi mà đã có một cái buổi ốp tại quán cà phê ngày hôm nay. Mong rằng trong thời gian sắp tới thì tất cả quý vị khán giả sẽ ngày càng ủng hộ Khởi My và là Thanh hơn nữa. Khi mà MV này được quay thì có rất là nhiều kỷ niệm rất là vui. Đúng rồi. Cứ cách 5 phút